Chỉ với 8 triệu, các bác có thể sở hữu được một chiếc đồng hồ cây tứ trụ với chất liệu gỗ hương ta, cực kỳ là sang trọng nhưng mà giá chỉ bằng gỗ hương đá. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Và ngày hôm nay thì Tuấn Thành làm một video để giới thiệu và chi ân cho các bác một cái sản phẩm 3 chiếc đồng hồ cây với chất liệu gỗ hương ta. Với mẫu mã là kiểu dáng của đồng hồ cây tứ trụ. Đây là một cái mẫu mã đã được chúng tôi sản xuất cách đây khoảng độ 3-4 năm rồi. Và đây các cái sản phẩm này thì cũng được sản xuất cách đây khoảng 3-4 năm rồi, nhưng bây giờ chúng tôi mới hoàn thiện bởi vì là làm những cái sản phẩm khác để theo yêu cầu của bác nhiều quá. Dạo gần đây thì là các bác hè, các bác đi du lịch nhiều nên là cái đơn hàng nó cũng sẽ ít hơn đi. Chính vì vậy nên chúng tôi có thời gian để đem những cái mẫu sản phẩm cũ trước đây đã làm và để mộc ở trong kho xưởng rồi, và bây giờ chúng tôi mới hoàn thiện lên. Và hiện tại thì chúng tôi đang hoàn thiện được 3 chiếc đồng hồ cây với kích thước kiểu dáng là mẫu tứ trụ. Ở đây là một mẫu tứ trụ thùng vuông chứ không phải thùng phát, và cái bệ của nó là những cái đường chỉ phào với những cái đường chỉ phào xếp lượt lên nhau, và nó không phải là một cái kiểu mẫu tứ trụ phát như những cái mẫu mới bây giờ, nhưng nó cũng là một cái mẫu tứ trụ cực kỳ hot ở cái khoảng thời gian khoảng độ 4 đến 5 năm trước. Đó. Và đặc điểm đặc biệt hơn của 3 chiếc đồng cây này đó chính là được chế tạo từ chất liệu gỗ hương ta. Đây là một trong những cái dòng gỗ được những người Trung Quốc và những người sản xuất cái sản phẩm để mà xuất sang Trung Quốc hay là xuất sang nước ngoài ấy, người ta cực kỳ là yêu thích cái dòng gỗ này. Đó chính là dòng gỗ hương Lào hay còn gọi là hương ta. Nó nghĩa là nó sẽ được mọc ở Việt Nam và bên Lào, nó sẽ có cái chất lượng gỗ tốt nhất. Đó. Thì với cái dòng gỗ hương ta này, nó sẽ có những cái tôm gỗ rất là mịn và cái chất gỗ đanh cứng, nó đảm bảo cho cái độ bền của sản phẩm nó được rất là lâu và bền. Đó chính là vì vậy nên là chính vì những cái lý do với cái độ bền chắc, tôm gỗ mịn và gỗ nó bền bỉ như vậy nên là người Trung Quốc người ta rất thích sử dụng những cái dòng gỗ này để chế tác lên những cái sản phẩm nội thất để họ có thể đặt trong không gian nhà mình, với những cái chiếc ghế minh đế rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà giá có thể đến vài chục triệu. Đó. Và ngày hôm nay thì với 3 chiếc đồ cây này thì hiện tại đang được chúng tôi lắp máy điện tử, một dòng máy Sunny. Đây là một trong những dòng máy điện tử tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đó, với chế độ bảo hành của chúng tôi là 3 năm. Nhà sản xuất thì người ta chỉ bảo hành cho chúng tôi 2 năm thôi, nhưng mà với khách hàng thì chúng tôi thêm 1 năm nữa để bảo hành cho các bác có thể sử dụng yên tâm hơn. Đó. Về kích thước của sản phẩm này thì hiện tại nó đang có kích thước là cả 3 cây kích thước đều giống nhau. Kích thước chiều cao là cao 2m23, mặt rộng chân đế là 90 và chiều sâu là 50. Cao 2m23, rộng chân đế là 90 và chiều sâu là 50. Để bác có thể tham khảo xem cái kích thước này nó có thể phù hợp với cái không gian hay là cái vị trí nhà mình đang muốn đặt hay không nhé. Vâng. Với chất liệu gỗ hương ta nhưng mà giá của sản phẩm này hôm nay chúng tôi gọi là tri ân cũng như là để bán hết những cái sản phẩm cũ còn trong kho mình đi với những cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và hợp lý, để một phần các bác có thể sở hữu được những sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng với những sản phẩm này chúng tôi bán ra để mong muốn là thu hồi lại những cái đồng tiền vốn mình đã bỏ ra để mua gỗ này, thuê thợ làm và hoàn thiện lên. Chính xác ra cái sản phẩm này trước đây thì nó có giá rơi vào khoảng độ 14 đến 15 triệu. Nhưng hiện tại thì là đây là những cái sản phẩm nó cũng, nói thật với các bác, nó là cái mẫu cũ và cái sản phẩm này nó cũng đã được sản xuất cách đây khoảng độ 3 đến 4 năm rồi. Đó, chính vì vậy nên là hôm nay chúng tôi hoàn thiện lên với mong muốn là để mình thu lại những cái tiền mình đã bỏ ra mua gỗ, thuê thợ làm và hoàn thiện và lắp máy lên, nhưng với một mức giá cực kỳ hợp lý để các bác có thể sở hữu được. Đó. Với kích thước 2m2 thì các bác có thể để được vào rất nhiều không gian nhà. Ví dụ như các bác có cái trần nhà khoảng độ cao 3m2, 3m4 là các bác có thể để cái sản phẩm này nó rất là thoải mái rồi. Và với mặt rộng chân đế là 90 thì các bác cũng có thể để được vào khá là nhiều cái không gian nhà mình. Kiểu dáng của sản phẩm này thì nó vẫn như cái mẫu tứ trụ mà các bác đang thấy thôi, nhưng cái cột của cái mẫu tứ trụ ở cái mẫu cũ này nó khác hơn một chút, đó chính là cái mẫu cột trơn. Đưa cam lại gần hơn một chút đây. Đưa cam vào đây. Đó. Các bác có thể thấy là với cái mẫu cột của cái sản phẩm này thì nó là theo kiểu mẫu ngày trước, đó chính là mẫu cột trơn. Có con tiện ở trên và con tiện tròn ở dưới. Còn nó sẽ khác biệt so với mẫu đây. Đây là một cái mẫu tứ trụ mới này. Cái cột của nó nhìn nó sẽ đều hơn và cái kiểu dáng đục nó sẽ khác hơn. Đó, nhưng mà đây là những cái mẫu mới khoảng độ 2 năm về đây thì chúng tôi sản xuất với những cái mẫu này. Còn đây ạ, đây là những cái mẫu mà ngày xưa cách đây khoảng độ 4-5 năm
đây là những cái mẫu cực kỳ là hot. Nói thật với các bác là với cái giá mà Tuấn đang báo cho các bác đó chính là 8 triệu thì như trước đây ấy, ở cái thời điểm 4-5 năm trước ấy thì với cái giá này thì nói thật là các bác chỉ có gọi là mua được mộc thôi chứ chưa thể nào mà mua được một sản phẩm hoàn thiện và lắp máy lên chỉ chui như thế này. Và đây chính là cái mức giá nó chỉ ngang bằng với một chiếc đồng hồ cây tứ trụ, mà phải gọi là tứ trụ vát so với mẫu mới bây giờ nhé. Các bác hoàn thiện lên đấy, nó chỉ bằng mức giá của một cây tứ trụ vát gỗ hương đá thôi ạ. Đó. Để cho các bác biết là với cái sản phẩm này các bác mua được cái mức giá nó cực kỳ là hời. Đến bây giờ các bác có đi các xưởng sản xuất đi nữa mà đặt người ta làm một cái mẫu như thế này mà với mức giá 8 triệu thì tôi xin đảm bảo và cam kết chắc chắn rằng là không có một xưởng nào có thể nhận với cái mức giá đấy, với cái mẫu mã này cho các bác đó. Đó. Đây cũng gần như là cái mức giá để mà mình gọi là vừa bán, vừa thu hồi vốn và vừa tri ân cho khách hàng thôi. Đấy nên là các bác không phải lăn tăn gì về cái vấn đề giá cả đâu nhá. Nếu mà các bác ở trong khu vực gần địa chỉ chúng tôi là ở Yên Phong, Bắc Ninh thì loanh quanh khu vực khoảng độ 60 km thì Tuấn sẽ hỗ trợ các bác vận chuyển miễn phí. 6 đến 80 km thì Tuấn có thể hỗ trợ các bác vận chuyển miễn phí. Cái phí vận chuyển nếu mà đi xa quá trên 80 cây thì là nó sẽ cao hơn. Nên là nếu mà các bác ở xa hơn thì nếu các bác ưng cái sản phẩm này và ở vị trí xa hơn trên 80 cây thì các bác sẽ hỗ trợ cho chúng tôi một phần nào đó cái chi phí vận chuyển, bởi vì là với cái mức giá này thật các bác là đã là cái mức giá gọi là tối ưu nhất, gọi là thấp nhất để chúng tôi có thể bán ra để cho các bác có thể sở hữu được rồi. Đó. Vâng, và bây giờ nói hơn chi tiết hơn về cái sản phẩm. Ở đây em quay lại gần hơn một chút. Với chất liệu gỗ hương ta, hương Lào này thì cái tôm gỗ nó cực kỳ là mịn. Tôm gỗ nó rất là mịn, gỗ đanh cứng, và hơn thế nữa là ở trên cái mặt gỗ của gỗ hương ta nó sẽ có những cái vết sần. Đây người ta gọi là vân sần gỗ hương. Đó. Thì gỗ hương đá nó sẽ không có. Hương đá thì nó sẽ là tôm gỗ nó rộng hơn, tôm gỗ nó to hơn. Và hiện tại chúng tôi đang sử dụng cái mặt cho bộ máy điện tử này là một bộ mặt nhôm, tạ nhôm và thanh đàn cũng bằng nhôm các bác nhá. Tất cả đều bằng nhôm và máy điện tử Sunny. Đấy, rất là bóng và đẹp đúng không ạ? Tất cả đều là mới hết ạ. Sản phẩm thì tuy nó là một mẫu cũ và cũng được sản xuất cách đây mấy năm rồi nhưng cũng mới được hoàn thiện thôi. Đây chúng tôi vừa hoàn thiện lên lắp máy xong là Tuấn lên clip để cho các bác thấy luôn. Và nếu bác nào ok ưng ý với cái giá này và chất lượng sản phẩm nó như vậy thì thấy ok hợp lý thì chốt. Và Tuấn có để lại số điện thoại ở góc trái màn hình các bác nhé. Hoặc các bác muốn trực tiếp ở gần, bác muốn trực tiếp qua xem thì các bác có thể là đến tận nơi để kiểm chứng và có thể lựa chọn một trong ba cái này thì giá nó giống nhau. Đó, ba cái này thì giá nó sẽ giống nhau nên là các bác có thể lựa chọn tùy ý một trong ba chiếc đồng hồ cây này. Đó. Cái sản phẩm này thì nó không phải là một sản phẩm vách hồi liền như những cái mẫu cây đồng hồ hương đá, bởi vì là gỗ hương ta thì nó không có quá nhiều gỗ liền giống như gỗ hương đá được, bởi vì gỗ hương đá thì chúng tôi mua cả công về có thể lựa chiều này chiều kia, hoặc là bản gỗ nó to nên có thể lựa được cái vách hồi này nó liền, cái tấm ván hậu sau nó liền. Nhưng với sản phẩm này thì cái vách hồi này thì nó sẽ là khung và làm ván, và đa phần ngày xưa ấy thì cũng tất cả các sản phẩm ngày xưa đều làm khung và ván hồi hết. Đằng sau thì với gỗ hương ta nó sẽ phải là ghép hai, chứ nó không có gỗ để mà ghép làm liền. Nhưng mà với những cái tấm gỗ mà làm hàng liền bản rộng nó khoảng độ 50 phân thì người ta giá nó rất là cao, có thể là một tấm ván nó đắt ngang bằng cả một cái cây đồng hồ này hoàn thiện rồi các bạn. Đó. Vâng, với mức giá 8 triệu thì Tuấn nghĩ là cái sản phẩm này nó cực kỳ là phù hợp về giá cũng như là chất lượng để các bác có thể sở hữu được. Nên là bác nào ưng một trong ba mẫu đồng hồ cây này thì hãy liên hệ với Tuấn ngay lập tức để có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ cây với mức giá cực kỳ là ưu đãi vừa phải, và để nó trưng bày trong không gian này mình. Tuấn hy vọng là sẽ được phục vụ các bác theo dõi cũng như là xem video này một sản phẩm nào đó, có thể không phải một trong ba sản phẩm này thì nó sẽ là một sản phẩm nào đó ở trong những cái sản phẩm bộ sưu tập những cái mẫu đồng hồ cây ở bên xưởng đồng hồ Tuấn Thành chúng tôi đang sản xuất và hoàn thiện. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video một lần nữa và xin hẹn gặp lại, cũng như là xin mong muốn được phục vụ các bác với một sản phẩm nào đó của Tuấn Thành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.